Thấy nhà đó hầu đó họ cũng mua mấy chục ngàn, giờ bạc triệu. Bạc triệu rồi. Đây là Super Lady nè. À ha, giỏi lắm à. Đó. 81 tuổi mà coi 81 tuổi mà khỏe mạnh vậy đó. Khách đi trước 20 ngày năm 75. Wow, dễ sợ chưa? Đúng rồi, bên đây Việt Nam chưa được đấu nhiều đâu. Hôm qua cái nó đưa cô qua bên Washington DC luôn. Mua nhà ở đây luôn. Mà lúc đó năm 75 nó qua đây khó khăn không? Không có Việt Nam. Không có nước mắm, nước muối gì đúng không? Nhưng mà cô qua bên Mỹ lúc đó tiếng Anh tiếng em mình chưa có giỏi mà, đúng không? Giỏi là đồng từ tôi qua. Bây giờ quen thiên đàng. Thiên đàng ở dưới trần gian. À, bây giờ tới cho cô về Việt Nam ở luôn ở không? Thì hôm nay á là mình sẽ tới gặp một người Việt Nam qua bên Mỹ này á 20 ngày trước khi giải phóng nha các bạn. Tại vì ngày xưa là làm cho Washington Post á, tức là làm cho nhà báo của Mỹ á, tức là 20 ngày trước khi giải phóng thì Mỹ lúc mà nó rút quân về thì nó kêu cổ đi luôn. Hôm nay mình sẽ interview người Việt Nam mà qua bên Mỹ năm 1975. Cái thời gian đó năm 75 á, bên Mỹ này chưa có Việt Nam nhiều các bạn. Cho nên đồ ăn đồ uống Việt Nam đâu có, cuộc sống nó sẽ rất đi như là vất vả. Mình rủ thằng con mình thì muốn dẫn nó về cho nó biết chỗ nó lớn lên. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ với các bạn là người Việt Nam mà khi tới Mỹ năm 1975 á, ta làm việc rồi như thế nào, rồi thành công ra sao, và người ta sẽ chia sẻ cho các bạn nó biết là người ta nhớ quê hương ra sao, về Việt Nam thăm quê hương. Nhưng mà Việt Nam mình nếu không biết có cái tật xấu là đúng vậy, không đoàn kết. Hôm nay mình cùng quý vị và các bạn hãy nghe những đôi lời tâm sự và chia sẻ chân thành của những người mà từ bỏ quê hương định cư bên Mỹ năm 75. Thì mấy đứa second generation bây giờ nó về bển nó rồi, về bển đạo sướng. Bây giờ ai cũng thích Việt Nam mình, bây giờ phát triển du lịch nó rất là nhiều. Đây là Việt Nam thành công đó, những người thành công ở tiểu bang Washington DC nha. Mày là tỷ phú không á? À, tỷ phú bên Việt Nam mình đó. À, mấy chục năm mới gặp lại đúng không? Bên Việt Nam, bên Mỹ là triệu phú. Bên Việt Nam triệu phú, Việt Nam là tỷ phú. Đây là cô Vui có hai nhà bên Washington DC. Bên là... Mỹ mua có 40 ngàn, bây giờ cái nhà lên 2 triệu rồi. 2 triệu mấy? Chứ cái xưa cô Tư Ký ở bên Mỹ là mới qua Mỹ là ở chung với cô Vui đúng không? Ở chung cô Vui một thời gian. Mấy cái chanh to ghê luôn đó cô. Người ta dục lượm về. Hả? Vậy hả? Người ta dục có lượm về mà chứ tứ riết mà. Hồi xưa người ta dục cái cây to không? Nhỏ xíu à. Mà bây giờ về mấy năm rồi? Hai chị em đến dựng 2-3 năm rồi. Ủa 20 năm rồi, vì mùa đông lạnh thì sao? Đem vô gara hả? Ồ. Ồ, đó. Ồ, vì giống như trang bên con lạnh mang vô hết gara. Vậy đây mấy cái nhà này á, bước qua đây là cái cầu thang. Cô thang mình bước qua bên kia là shopping center hả? Cô Samo 25 bên đó. Wow. Nó làm hay quá, nó làm cái hành chi của nó, có tưởng bên đây là cái nhà của người ta ở. Post cầu đây nha, dùm thấy cái tay post cầu nó chưa? Cái này về tiện quá trời, tiện luôn. Thành ra họ mua cái nhà này là minh tinh là như vậy đó. Cái nhà này. Cái xe lại là vậy. Bởi vì cái khu này đâu cần phải lái xe đâu cô. Cái khu này đâu cần phải lái xe đâu. Đi bộ lên đây nè. Wow, đây bên đây qua đây là Costco nè. Costco rồi Dick rồi Sport nè. Cái khu shopping center đây luôn nè. Wow. Vô đó là nguyên một cái mall trong đó, Costco, Dick đó thấy không? Vậy. Bước lên cầu thang thôi. Oh, wow. Và cái này là khu này là quá ngon luôn á. Là đầu tiên mình thấy nhà đây, mình bước ra cái là shopping center đã luôn. Vậy đâu cần phải lái xe. Lái xe đi chợ đây, cái giờ bước qua đây thôi xong á, đó. 81 tuổi đó mà khỏe chứ các bạn. 81 tuổi đó. Wow, mà nhìn khỏe mạnh đến sợ luôn á. Không có đi bác sĩ gì cho nha các bạn. Chỉ uống thuốc bổ thôi. Uống thuốc bổ bia. Ngày 3 năm bia với đi. Nhưng mà không thuốc lá phải không? Không. Không cho thuốc lá, chỉ uống bia thôi. Bia. Ngày mấy chai ok hả? Ngày 3 năm. Lát chị mở cửa ra lên kìa, quay luôn cách đi ra bia coi hết. Đó, nó giống như là cái nhà bình thường. Thế là bên đây là cô là hai cái giường này nè. Cái này cô cứ kéo ra nó được luôn. Cái này bàn ăn cho mình hạ xuống thằng mình ngủ. Thì ai là ngủ đây? Đó, bà nội với lại hai đứa bé ngủ trên đó. Thì tủ lạnh kìa. Chị coi cái tủ lạnh nó bự lắm đó chị. Nguyên mở đi. Đây. Bên đây. Cái kia. Cái kia chị kéo qua đây. Kéo qua bên đó. Đó, kéo qua đó. Đó. Chị mở đi. Đứng dễ sợ chị, đó. Lạnh lắm đó chị ơi. Còn bên trên kia là ngăn đá. Đây là bếp nè. Ba cái bếp đó. Ba cái bếp bếp đây. Rồi sinh đây. Microwave với lại nướng luôn. Nướng luôn. Đúng rồi, restroom bên kia, restroom trong đó kìa. Cái này bao nhiêu tiền mà nó mua nhiêu? Cái này ngày xưa nó bán cái nhà này là 92 ngàn. 92 ngàn nhưng mà bây giờ lên 115 ngàn.
mở em mở cửa ra cho cô vui có coi thôi kìa. Cô đứng coi đó, cái đó restroom. Toilet đó, restroom phòng tắm đó. Sao rồi đó, vậy thôi đó. Nước khi mà con đậu vô chỗ mấy chỗ nào phải hút nước vô phải không? Nước. Dạ đúng rồi, hút nước thì quán đó con đi thì con vô RV park. Hút nước con cắm vô nước vô cái tắm giống như là xài giống trong gia đình luôn đó, y chang trong y chang ở nhà. Cái này á, cô thấy cái này không? Là cái lò sưởi nè. Lò sưởi, máy nước nóng. Còn là cái mấy này là mấy cái đựng đồ đạc đầy luôn, nó như nhà vậy đó. Nó có cái propane gas bên kia. Propane gas bên này máy phát điện luôn. Đó, máy phát điện đó, để mà cũng mở AC máy lạnh đó. Vậy gia đình nhà nó 5 người. Dạ đúng rồi. Mà đi trước Việt Nam 20 ngày trước khi Việt Nam. Ồ vậy là giải phóng vô là nhưng mà cô làm cho nhà báo Mỹ báo Mỹ. Nằm ở đường tự do Washington Post. Ồ Washington Post hả? Ngày xưa cô Việt Nam cô làm cho Mỹ hả? Nói tiếng này làm rồi đó chứ biết gì quê hương của mình. Ồ. Mèo gơ đó. Hồi đó đâu có giờ YouTube đâu cứ bên DC nó gửi qua. Cứ chạy không ra. Thì bỏ là bỏ phòng này. Xong rồi khi mà giải phóng vô là Mỹ nó kêu cô đi luôn hả? Nó kêu mình đi liền luôn hả? Đi liền, nó biết trước hết. Ồ, xong rồi cô đi luôn, Đi trước 20 ngày năm 75. Wow, dễ sợ chưa? Mà khi mà lúc mà cô qua Mỹ là lúc bên đây Việt Nam chưa đâu có nhiều đâu. Có đâu, có. Qua có nhiều vậy. Mà có tưởng tượng tôi qua tôi phải là mua đậu xanh về làm giá ăn luôn. Wow. Vậy không có gì đâu. Mà cô qua cái nó đưa cô qua bên Washington DC luôn. Mà... Wow. Cái gì đó cái office của nó ở nằm ở đường 15. Mình vô đây rồi cái mua nhà ở đây luôn. Mà lúc đó năm 75 nó qua đây khó khăn không? Không có Việt Nam. Không có Việt Nam hả? Nhưng mà anh uống sao quen được mà Việt Nam mình ăn uống mắm cá này. Lúc đó tại vì qua đây ăn hamburger không à đúng không? Lúc đó quen không? Đâu quen đâu phải không? Không có tiệm Việt Nam. Không có nước mắm, nước muối gì đúng không? Vậy là vậy sao vậy anh Mỹ anh rất là quen hả? Nó thôi đừng đói thôi. Wow. Còn gì em biết không là flexible giống như che dù nắng đâu che đó. Wow. Không biết lái xe đó, đi bộ từ đây mà đi bộ mà đi qua mà mua đồ đi cả mấy cái đồng hồ mới tới được cái chợ khu Việt Nam để mua đồ, đâu biết lái xe. Wow. Nhưng mà qua nó không có Việt Nam nó buồn cũng không buồn nữa ha. Chị nghĩ không cái là bây giờ mình cứ đi tới thôi không sợ tới à. Nhưng mà chị qua được là sau 5 năm rồi chị thấy trời bây giờ quen. Biết là cái bằng biết là thiên đàng ở dưới trần gian. Wow, đó Mỹ thì nó tự do đúng không tự do luật pháp không sợ nào hết luật pháp rồi mình muốn nói gì nói không sợ ai đúng không tự do ngôn luận trong cả chớn chữ 100 không sợ nữa. Thì Việt Nam mình nó bà thấy không mẹ đâu dám có tờ đâu dám nói rồi. Thì đó chịu mà kiểu nói ngang nữa bà biết Wow. Dồn thấy cái quyền lợi, nhất là cái quyền lợi nhân quyền của mình chị thấy chị mê. Thành ra cho nó tôi làm mà phải tôi làm 2-3 job để lãnh. À mà 2-3 job vậy ông xiên. Gần 40 người qua. Mà. Wow. Bây giờ đó thấy 40 mấy người mà thành ra tôi nói với má tôi nó bao nhiêu tiền vàng đó mà biết tôi mua có 200 rộng lượng nhiêu tôi bẻ ra tôi nhét cho đây nè. Gửi đồ về tôi nói má tôi không có bán từng đồ chừng mới cho bà biết là cái quần màu gì cái áo màu gì vàng rẻ lắm bà ở Việt Nam mình là cần vàng rồi mua về bẻ ra rồi kem đánh răng cũng vậy bẻ vàng ra bẻ ra giống như cộng giá nhét vô về bển trời cứ nhận qua giờ mấy giờ đó mà mở kem răng nhận quả mới nhận ra đó là cục vàng. Vậy hả? Mình thì Việt Nam phải cần vàng. Nhưng mà cô qua bên Mỹ lúc đó tiếng Anh tiếng em mình chưa có giỏi mà đúng không? Giỏi rồi thì cái búa đại nó thôi. Vậy chờ coi như là đồng tiền tôi qua. Tôi qua. Giờ là phan tới luôn ha. Giờ mình đụng đến bà cái coi bà phan chấm tay. Vậy là cô qua Mỹ bao lâu rồi cô mới thích nghi cuộc sống Mỹ, cô mới thấy cảm thấy là feel comfortable á, feel thoải mái á. Bây giờ không nhớ nhưng mà giống như em nói giống như gì nói vui đâu con, giống như mình không biết lội mà thả con xuống hồ là cũng phải tự phải gia nhập vô xã hội mới, không có thụt lùi, không biết sợ, vì vui con cái không có biết sợ, nhất là không có sợ mắc cỡ không biết tiếng Anh, do có nhiều người Việt không biết tiếng Anh nên bà không nói, bà nói đi, cứ phan tới đi, nói đâu, người ta hiểu được kia, thì đó, nói mấy là cần mến, thì đó, bây giờ tôi còn gặp một vài người Việt nha. Sợ nói trật, nó quá the hell you kìa, you nói là mẹ rồi cần, kéo đầm như đó, cái lòng trời giống em nó động từ vui giỏi cái đó là cái không có sợ. Nhưng mà ngày xưa qua bên đấy là còn khó khăn hơn bây giờ nhiều ha. Bây giờ Việt Nam mình nhiều rồi quán xá Việt Nam rồi này đúng không? Nó sướng hơn ha. Nó sướng hơn từ ngày xưa ha.
Nhưng mà ngày xưa thời gian đó, thời gian cái gì cũng rẻ, đồ ăn đồ uống đúng không? Rẻ lắm. Ừ, rẻ ha, bây giờ cái gì mắc. Thấy nhà đó hầu đó họ mua mấy chục ngàn, giờ bằng triệu. Bằng triệu rồi đó. Giá, giá dễ sợ luôn đó. Đó, vậy là quá hay rồi, quá hay rồi đó. Giống như giờ có còn thằng Mỹ làm nhà báo nó rồi viết giờ nó kêu gì viết bút gửi lên cho biết cái cuộc đời của mày mà qua Mỹ thành công cỡ nào. Giống như mình giống như tụi Jew vậy đó. Dạ, rồi cho Thái á. Ha, cho Thái nó qua nó thành công. Dạ. Mà được cái tại vì mình á, Việt Nam mình á, châu Á mình á, mình quen vất vả đúng không? Mỹ thì nhiều khi người ta không có chịu đựng được ha. Nhưng mà Việt Nam mình nếu con biết có cái tật xấu á, là mình nghèo á thì nó không có hép mình đâu. Việt Nam mình nó có đúng vậy. Không đoàn kết, không đoàn kết. Mình nghèo thì nó không có coi, mà mình giàu thì nó ganh tị. Giang ganh tị. Khổ vậy đó. Đó Việt Nam đúng vậy. Thiếu cái tánh đoàn kết. Thiếu tánh đoàn kết hay ganh tị, hay ganh tị. Nhưng mà đây là super lấy đi nè. À ha, giỏi lắm à. Đó. 81 tuổi mà coi 81 tuổi mà khỏe mạnh vậy đó. Trời mà minh mẫn. Không có bị gì tật. Uống bia như tôi đi. Trời ơi, hai người mới lên xe đi vô tôi pop liền. Tôi về là quất lon rồi đó. Không cần ăn nha. Ủa mà nhưng mà cô về Việt Nam bây giờ chưa, về chơi chưa? Lâu lắm rồi phải dân mình về lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Mà thấy không? Nóng hả? Mình đi mướn xe đi từ trong ra tới Bắc, ra tới chỗ cái đi coi cái B52 của Mỹ mà nó dội. Lịch sử. Nhưng mà coi thấy ở Việt Nam, nhưng mà giờ Việt Nam nó phát triển cũng rất là nhiều rồi. Việt Nam giờ mà bây giờ cũng vui lắm rồi, phát triển ha. Giờ Việt Nam chung giải phóng vô cũng lâu lắm rồi, đúng không? Giờ giải phóng vô lâu lắm rồi, bây giờ đất nước cũng phát triển hết trơn rồi. Bây giờ chị về Việt Nam á sướng lắm chị. Còn nấu ăn hàng ngày nữa mà cứ chỉ đồ nó order. Thì về Việt Nam mà đồ ăn là thì mấy đứa second generation bây giờ nó về bển nó rồi về bển đặng. Sướng, bây giờ ai cũng thích Việt Nam mình, bây giờ phát triển du lịch nó rất là nhiều. Tụi ngoại quốc nó về quá trời đi, rẻ quá rẻ. Dạ. Mà giờ nó thay đổi nhiều rồi. Coi rằng mấy cái quần bán ngày xưa mới thành phố vô nó còn khổ ha. Còn lại bây giờ nó cũng thay đổi rất là nhiều rồi. Coi YouTube nào ông đó nói mày đừng vô tiệm mắc lắm, mày ngộ mày lết ngoài. Đúng vậy, con thấy anh ba cái đường vỉa hè nọ rất là vui đúng không? Mà cô về Việt Nam có thấy vui không? Có thấy vui ăn uống rẻ ha. Mình biết mình về lâu mau rồi đó thì mình biết rồi. Mà bây giờ nói cho cô về Việt Nam ở luôn ở không? No. Many questions people ask me that. Đúng rồi đó. No. Em con nhớ cái nhân quyền Việt Nam mình không có. Con có tiền mới nói chuyện với nó được. Đúng rồi. Tiền là mình chết mẹ mình đó. Còn bên Mỹ này dù sao nó đâu dám đụng mình, luật pháp đâu rõ ràng ha. Xe cái nó lo nó cứu mình trước thì rồi. Gì nó nói đây xe đụng vô nó vô nó bắt xuôi nó dạy vô cái vô. Việt Nam mình lỡ mọi chết mẹ xe ta mới mua 3 năm nay vẫn chạy ngay đây rồi. Con thấy được cái Việt Nam mình very nhưng mà từ từ hy vọng nó thay đổi, từ từ nó mở, từ từ đó giống như Thái Lan em thêm mà nó giỏi mà Việt Nam mình nó chưa có được cái chỗ đó. Nó đang phát triển từ từ lên ha. Cái đám trẻ này nè, điều thứ nhất là bỏ tham nhũng. Mày giống như ông nọng vô đầy bóp tao ra, mày đưa tao 10 ngàn, đúng vậy. Yeah. Dân chúng thì nó khổ quá, làm kịch lực quá, kịch lực mà trong cái đó mấy người mà trong làm mấy cái mà nhân chức á, nó giàu đâu có làm giàu á. Dễ sợ luôn đâu, một tỷ à. Hối lộ. Người giàu vẫn giàu chị, làm nghèo vẫn nghèo, nó phải dẹp được cái đó. Thì đó. Việt Nam mình phải cần tham nhũng, phải cần clean up cái đó mới đúng. Đúng vậy, phải tham nhũng dẹp hết, dẹp bỏ hết ha. Khó thì đó, tại vì nó trong máu, với lại nó ăn từ trên rồi ăn xuống trên dưới, cho nên một guồng máy cho nên rất là khó. Ghế đó mà đưa tao bao nhiêu triệu đó vô ngồi rồi đầy hết rồi bước xuống mày muốn vô không được thì đó, vậy on and on thì đó, cứ hối lộ thôi, ham tham nhũng đưa vô nè, money talk. bên Mỹ là cái được cái sướng, cái tự do mình làm gì làm đúng không, không có tự nhiên đâu tôi bắt mình là bắt đúng không. Nhiều người hỏi tôi không bao giờ, tôi nghĩ là tôi không có gì về ở Việt Nam được, về chơi thôi, chơi về thôi. Chơi về thăm quê hương này nọ vậy đúng không, thăm hương nhớ lại mấy cái thời kỷ niệm ngày xưa xa xưa rồi ăn uống giống và vui chơi. Lần là tôi về hình như là ở trong Sài Gòn nóng quá thì ở gia đình mới bao xe đi cắt, thì bên nay mùa này thì mặc quần sọt nó trợ không thấy bà đã ở chuồng đi đường rồi. Việt Nam á, mình bao con sọt á là biết. Mà bây giờ ghê lắm chị ơi, không có nữa đâu chị ơi, chị về chị coi là không biết Việt Kiều Việt Nam á là mix rồi, lẫn lộn rồi. Mà Việt Nam bây giờ nó giàu lắm. Bây giờ Việt Kiều về
thấy tàn tàn chứ Việt Nam còn ghê hơn Việt Kiều nữa chị. Bây giờ thay đổi rồi. Thay đổi rồi. Thì hy vọng, mình hy vọng là Việt Nam mà trong tương lai thì nó thay đổi, càng ngày càng thay đổi nhiều hơn, tân tiến nhiều hơn. Đó, văn minh với lại tự do ngôn luận nó nhiều hơn ha. Giống như mình rủ thằng con mình thì muốn dẫn nó về cho nó biết chỗ nó lớn lên. Nó nói chừng nào Việt Nam biết cái clean up rồi mẹ. Ngồi về nhà ăn đồ, thấy người em mình nó ngồi nhà trong cái mở quăng dục ngoài đường thôi. Ồ, vậy đó. Anh uống dục ngoài đường rồi đó. Rồi. Ở đó đây là một số hình ảnh chia sẻ của những người qua bên Mỹ trước năm 75 đó nha các bạn. Rất là thành công ở Mỹ, người ta chia sẻ như thế nào. Rồi ở bên Mỹ thì bao giờ lâu lâu cũng nhớ quê hương, đi về Việt Nam quê hương chơi vui vẻ. Thì đó là Việt Nam đang phát triển rất là nhiều. Mình tin rằng Việt Nam mình từ từ đổi mới. Thì hy vọng một ngày nào đó là Việt Nam mình thay đổi nhiều hơn nữa. Tức là về tự do ngôn luận, rồi là luật pháp đâu ra đấy hết. Với lại bỏ mấy tham nhũng như thế. Thì các bạn thấy người ta chia sẻ đó là hy vọng là tham nhũng lo cho dân nhiều hơn. Vì dân Việt Nam thấy là nhiều người dân á khổ thì quá khổ, mà người giàu thì rất là giàu. Mà làm cán bộ nữa mà biết là sao mà lương đâu nhiêu đâu mà tiền tỷ bạc tỷ rất là nhiều. Dân đây thì tự nhiên ta cũng nhớ quê hương, ta muốn về Việt Nam thì người ta cũng hy vọng Việt Nam mình nó khá hơn chút. Các cơ quan Việt Nam hoặc là các lãnh đạo trong tự do ngôn luận, nhân quyền, và đương nhiên là người ta hy vọng là lo cho dân nhiều hơn. Thôi, mình hy vọng video clip này hữu ích cho các bạn nha. Các bạn chỉ đăng ký kênh, nhớ bấm nút đỏ subscribe đăng ký kênh để khỏi bỏ lỡ các video clip mình tới. Bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ chia sẻ các bạn, dắt các bạn đi khám phá các tiểu bang miền Đông Bắc của Hoa Kỳ và miền Đông Bắc của Canada, và mình sẽ đi tận cùng của nước Canada luôn.